Shop hàng Nghiền Nội Địa xin chào tất cả các bác. Trong cái clip này thì em giới thiệu về các bác về một cái chiếc máy lọc không khí của hãng Sharp, đầy đủ tính năng nhưng ngon bổ rẻ. Này, ngon bổ rẻ mà đẹp. Giá thì em bán là 1,9 triệu, đã bao gồm thay màng lọc HEPA mới, đấu điện áp 220V cho các bác cắm trực tiếp điện lưới Việt Nam. Máy đã được vệ sinh spa sạch sẽ. Đấy, để các bác về chỉ việc dùng. Máy có chức năng lọc không khí, bù ẩm bằng bình nước ở bên kia này ạ. Các bác cho nước vào bình đây, các bác đổ vào. Thì cái chức năng bù ẩm để làm gì ạ? Bù ẩm để vào những cái ngày thời tiết hanh khô, như ví dụ như là trời mùa thu đây này, độ ẩm còn rất là thấp, thì các bác cho nước vào đây, bật chế độ giữa này, bù ẩm để tăng cái độ ẩm lên. Đấy. Máy có tính năng bù ẩm và tính năng lọc không khí diệt khuẩn, báo ở đây ba cái mức độ báo ẩm, ở dưới cùng này là báo ẩm thấp, giữa là trung bình và trên này là cao. Đèn đang nháy là đèn không có nước. Đây là đèn báo ion, đây là đèn báo bụi không khí sạch. Đây các chức năng bật ion, các chế độ này là lọc không khí thôi. Đây là không khí bù ẩm, đây là lọc nhanh. Đấy, đây tắt nguồn, đây bật, đây các tăng tốc độ lọc. Sở dĩ các bác nhìn thấy có cái máy này, đây em vừa mới sắm. Máy báo bụi 2.5 PM sau khi lượng không khí được đi qua cái chiếc màng HEPA đằng sau này. Màng HEPA này em thay mới rồi nhá. Đấy, thì không khí được đi qua đây, màng này thay mới này. Không khí bẩn ở bên ngoài phòng sẽ đi qua cái chiếc màng HEPA này và thổi qua cái cửa gió này. Thổi qua cửa gió này một lượng không khí rất là sạch, tức là nó sẽ hút tuần hoàn các cái lượng không khí bẩn trong phòng. Đương nhiên các bác phải đóng kín cửa lại nhé, giống như mình dùng điều hòa ấy. Hút tuần hoàn không khí bẩn đi qua màng lọc đây và đi qua không khí sạch này. Cái ngưỡng không khí sạch nó báo là từ 0 đến 75 thì là ở trong ngưỡng sạch để báo xanh này, còn nếu trên 75 thì là báo bẩn. Thì ở đây khi qua không máy không lọc không khí rồi chỉ còn có 10 thôi, tức là rất là sạch rồi. Bây giờ em sẽ bỏ cái máy ra khỏi cái máy lọc không khí thì các bác nhìn. Đấy, cái lượng bụi mịn 2.5 sẽ tăng lên rất là nhiều. Cho nên các bác thấy là cái tác dụng của máy lọc không khí nó rất là hiệu quả. Có ion khử khuẩn, lọc bụi mịn 2.5 PM, có bù ẩm. Đấy các bác thấy là bụi mịn 2.5 PM ở môi trường bên ngoài hiện tại. Ở nhà em là 33. Vẫn là trong giới hạn ngưỡng cho phép, cho nên máy đang báo xanh này. Còn nếu cái máy này mà mang ra ngoài đường nó phải lên đến 80, 90, 100. Nhất là không khí ở Hà Nội, không khí ở thủ đô thì lượng bụi mịn thì khủng khiếp luôn. Đây cái máy đo bụi mịn em mua là 600.000 của hãng Xiaomi. Đây. Chiếc này em bán là 1,9 triệu nhé. Đã đấu điện, đổi điện 220V thay màng mới, ship toàn quốc, không bao ship. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.